chào tất cả anh em nhá. Hôm nay em lên được cái combo giá rẻ cho anh em. Cái combo này giá rất là vừa tiền anh em nhá. Phù hợp cho anh em nào mà chơi gia đình mà đang có sẵn loa anh em nhá. Với con đẩy H500 này giá chỉ có là 4 triệu thôi. Con vàng FX20 giá 1 triệu 8 và bộ mic U75S thì giá là 2 triệu 6 anh em nhé. Cho bộ này thì giá rất là bình dân như anh em đã nhìn thấy. Thì ở đây thì anh em có thể ghép được những loa gì thì ghép được những đôi loa Bass 30 anh em nhé. Xin lỗi tất cả anh em. Ghép được những đôi loa Bass 30. Ở đây thì em đang ghép với hai cặp luôn. Phòng em nhỏ em sẽ ghép với hai cặp. Đó là cặp V12 giá 8 triệu và cặp TVK12 giá 12 triệu rưỡi. Nhưng mà con H500 này vẫn chơi tốt anh em nhá. Vẫn chơi tốt. Đấy. Khả năng của nó thì chỉ có chơi được một cặp thôi, nhưng phòng nhỏ thì em chơi hai cặp để cho âm thanh nó dày hơn, đầy tiếng hơn anh em nhá. Đấy, thì xin giới thiệu với anh em là cái combo 3 thiết bị này. Tiếng của nó cũng rất là hay. Đấy, tiếng mic của nó, tiếng nhạc. Đấy, anh em đang nghe tiếng nhạc rồi anh em nhá. Với tiếng nhạc này thì như anh em cũng có thể thấy. Đó, và điều quan trọng nữa là nó rất là dễ chỉnh anh em nhé. Cực kỳ dễ chỉnh. Có delay, repeat, reverb. Đó, chỉnh bass min check cho phần echo. Phần mic tone thì anh em có thể chỉnh cho bass min check cho phần mic. Bass min check cho phần music. Đó, ngoài ra thì có thể chỉnh được có kết nối USB này. Bluetooth này. Cổng quang này. Hai đường aux. Đấy anh em nhé. Với 5 cổng mic thì cả cái cổng mic cắm đằng sau nữa. Đằng sau có 3 cổng nữa anh em nhé. 2 cổng đằng trước. Đó. Thì với con vang FX20 này giá của nó là 1 triệu 8. Và con này thì echo rất là mềm anh em nhé. Mềm mượt. Dễ dùng, dễ chỉnh anh em thấy ạ. Rất là ít nút đúng không ạ? Rất là ít nút. Và quan trọng là có cổng quang nhé. Có Bluetooth nhé. Hai cái chức năng không thể thiếu. Đấy, anh em muốn kết nối ngồi trong gia đình và kết nối Bluetooth thì cũng rất là ok. Đấy, và con H500 này công suất là 500W anh em nhé. Anh em chơi cặp 30 là ngon lành. Và mic U75S Flute. Bản này là bản mới, nâng cấp của bản U75S. Bản này thì cái tiếng mic của nó sẽ dày tiếng hơn một chút anh em nhé. Dày tiếng hơn một chút và lên cao nó không bị vỡ. Đấy, nói chung là với combo này thì nó khá là bình dân rồi. Anh em có thể nghe nhạc. Hả? Anh em có thể thấy đó. Chất âm khá là hay, sắc nét. Và đây là bộ mic U75S Flute anh em nhé. Rất là đẹp đúng không ạ? Cái lớp sơn của nó rất là bóng anh em nhé. Đấy, anh em thấy đó. Nghe tiếng nhạc cực phê luôn. Đánh hai cặp luôn anh em nhé. Hai cặp loa luôn. Đây đấy anh em có thể thấy. Đó. Cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Với combo này giá rẻ thôi. Ba thiết bị anh em nhé. Con đẩy 4 triệu. Đấy, con đẩy H500 là 4 triệu. Đấy, con vang LX8 là 1 triệu 8, 5 triệu 8 rồi. 5 triệu 8 cộng với 2 triệu 6. Thì nó rơi vào tầm khoảng độ 2 triệu 6 với 5 triệu 8 là 8 triệu mấy nhỉ? 8 triệu 4 à? 8 triệu 4 anh em nhá. Combo này. Quá là rẻ luôn. Đấy, và thử luôn cho anh em cái tiếng mic nhá. Thử cho anh em cái tiếng mic này. Alo, sao? Alo, sao bây, 8, 9, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. À, tiếng echo rất là dẻo anh em nhé. 1, 2, 5, 6. Đấy, anh em có thể thấy á, tiếng echo cực kỳ dẻo luôn. Con này có cả chống hú luôn anh em nhá. Nhưng hiện tại thì em nhả chống hú, em không dùng chống hú. Đấy, tiếng nhạc rất là hay rồi, giờ thử tiếng mic này. Alo, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Vì sao anh nhớ em thế này?
tiếng rất là đầy luôn anh em nhé. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. À, và con H500 thì công suất nó nhỏ thôi, nhưng mà em đang phòng em nhỏ, em đánh 2 cặp bass 30 thoải mái luôn anh em nhé. Căng luôn đấy anh em nhé. Đấy, con mic này tiếng cực kỳ là dày, ấm. Và lên cao không bị vỡ đâu anh em nhé. Có cả miếng tự ngắt đầy đủ cho anh em. Anh em có thể nghe thấy cái chất eco rất là sáng sạch đúng không ạ? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Đấy, thì anh em có thể nghe tiếng echo rất là dẻo đúng không ạ? Thì với cái combo này thì như anh em có thể thấy rồi, chỉ có hơn 8 triệu thôi, thì anh em có thể ghép với những đôi loa bass 30 em nhé, dùng gia đình, hoặc là hai đôi bass 25 anh em chơi thoải mái luôn. Đấy, một cục đẩy H500 với giá 4 triệu, một con vang FX20 Flute giá là 1,8 triệu, và một mic là 2,6 triệu. Con U75S Flute anh em nhé. Thì ngày hôm nay giới thiệu với anh em combo này. Anh em nào có nhu cầu mua hàng, anh em liên hệ trực tiếp cho bên em qua hai số điện thoại bên dưới anh em nhé, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com. Bên em giao hàng toàn quốc cho anh em. Rồi, rất cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé. Xin chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thang Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thang Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi, chào, cảm ơn tất cả các bác.